2G là một băng tần của dịch vụ di động viễn thông thuộc thế hệ thứ hai. Đây là thế hệ mạng di động đầu tiên sử dụng kỹ thuật số để truyền dữ liệu. Công nghệ 2G cho phép các nhà mạng cung cấp các dịch vụ tiện ích như nghe, gọi, nhắn tin, SMS. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, nhiều thế hệ mạng di động tiên tiến hơn đã ra đời, như mạng 3G, 4G và tiến tới là 5G. Mặt khác, mạng 2G có kết nối đơn giản, chứa nhiều lỗ hổng, nên tội phạm mạng có thể lợi dụng đặc điểm này để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn giả mạo đến thiết bị người dùng qua sóng 2G với các trạm BTS giả gây ra không ít thiệt hại đối với người dùng. Bên cạnh đó, 2G là công nghệ cũ nên công kênh so với thiết bị ngày càng hiện đại hiện nay. Vì vậy, về mặt phát triển công nghệ mạng, việc duy trì sóng 2G đang chiếm chỗ băng tần vốn có thể được sử dụng cho việc phát triển sóng mạng 4G, 5G. Sử dụng đồng thời các cái à, 2G, 3G, 4G, 5G thì nó sẽ gây lãng phí rất lớn cho cái mặt tài nguyên về bán tân và tài nguyên về về việc đầu tư. Ví dụ như chúng ta đầu tư một trạm BTS 2G thì nó có thể là lắp được thêm trạm 3G, nó tập thêm bằng vừa nhưng mà tiền tới thì nó là không thể đảm bảo cái tạm đó nó đảm bảo cái tải trọng để thực hiện rất nhiều trạm ở trên đó. Thực tế cũng cho thấy các loại máy điện thoại thuần 2G ít tính năng, chỉ được hỗ trợ để nghe gọi nhắn tin, chứ không có các dịch vụ tiện ích khác. Điều này gây ra nhiều bất cập cho người dùng khi mà hiện nay 100% dịch vụ công thiết yếu đã được triển khai, áp dụng trên môi trường mạng. Như trường hợp của ông Nguyễn Viết Hoài, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang chẳng hạn. Thời gian gần đây, khi việc chuyển đổi số đã về tận thôn xóm, điện thoại đen trắng mà ông dùng đã trở nên lỗi thời. Vậy nên, khi có những tin tức quan trọng của thôn xóm gửi qua nhóm Zalo, ông đều là người biết muộn nhất. Do đó, ông Hoài đã quyết định chuyển sang dùng smartphone để tạo tài khoản Zalo, hay đơn giản là đọc báo, xem tin tức và các dịch vụ tiện ích khác. Công nghệ thông tin này, mà người trên khắp cả miền này, trong thôn xóm này, mà dùng mạng cứ giờ mà dùng điện thoại của quạt là tôi cũng có thể dùng được tôi không quạt được thế tôi phải thay đổi điện thoại để tôi tiện uh, tiền dùng để sử dụng trong cuộc sống của gia đình tương tự ông Nguyễn Phi Thanh xã Lưu Vĩnh Sơn huyện Thạch Hà cũng đã chuyển sang dùng smartphone để thay thế cho điện thoại đời cũ bởi lẽ từ khi xã triển khai việc tích hợp tiếp nhận phản ánh của người dân vào trang điện tử và quét mã QR kết nối đến lãnh đạo địa phương những chiếc điện thoại màn hình đen trắng chỉ có chức năng nghe gọi nhắn tin như của ông trước đây trở nên lạc hậu, buộc ông phải chuyển sang dùng điện thoại hỗ trợ 3G, 4G. Bây giờ thì là rất thuận lợi. Thì như vừa rồi thì tôi cũng vào để quét cái mã QR để hỏi về cái thủ tục là cái biệt đất thì cũng được trả lời nhanh và cũng được rất là gọn thôi. Vâng thưa quý vị, việc dừng công nghệ di động thế hệ cũ 2G được triển khai ở Việt Nam gần 30 năm là điều cần thiết nhằm tối ưu hóa mạng lưới, tiết kiệm chi phí vận hành và dành băng tần cho các công nghệ di động thế hệ mới. Đây cũng là bước đi quan trọng để thúc đẩy thực hiện mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tạo tiền đề thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số. Lẽ dĩ nhiên, việc tắt sóng 2G sẽ không thực hiện đồng loạt mà phải theo lộ trình cụ thể. Để chuẩn bị cho lộ trình tắt sóng 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông đã sớm ban hành Thông tư 43 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, quy định rất rõ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất. Đến tháng 9 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục có công văn số 4833 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng triển khai lộ trình, kế hoạch dừng công nghệ di động 2G. Theo đó, việc tắt sóng 2G sẽ được thực hiện theo nguyên tắc là tắt dần các trạm 2G ở các khu vực có số thuê bao, lưu lượng 2G thấp. Thực hiện chủ trương của nhà nước, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương đang tích cực phối hợp với các nhà mạng để ra soát thực hiện các phần việc cụ thể sau khi mà cắt sóng 2G thì sẽ có một số địa phương sẽ có những vùng lõm rộng thì hiện nay thì ủy ban huyện đang phối hợp với các đơn vị viễn thông ra soát để có cái phương án lắp đặt thêm các cái thiết bị đảm bảo cho việc phát sóng 3G, 4G, tiền tới 5G đảm bảo cho liên lạc cho người dân. Hiện các đơn vị viễn thông đang tích cực thực hiện việc tắt sóng 2G theo đúng lộ trình đã đề ra như tại Viettel Hà Tĩnh cũng đã dừng luôn cả dịch vụ 3G vì băng tần 2G, 3G gần như trùng nhau. Còn tại Mobifone Hà Tĩnh, đến thời điểm này cũng đã tắt được 50% số trạm 2G. Và lộ trình tiếp tục từ nay đến tháng 9 năm 2024 sẽ cơ bản hoàn thành việc tắt sóng 2G. Lẽ dĩ nhiên, để không ảnh hưởng đến khách hàng, Mobifone Hà Tĩnh thực hiện theo lần lượt. Có nghĩa là trạm nào hoàn thành xong việc chuyển đổi SIM và máy cho khách hàng thì mới tắt trạm 2G. Quá trình tắt thì chúng tôi tiếp tục là lắng nghe, tiếp nhận tiếp các cái phản ánh làm sao mà để ở các đơn vị đấy thì cái cái phần mà sẽ không có cái khách hàng nào mà bị ảnh hưởng bởi cái việc tắt sóng này và quá đó chúng tôi cũng tiếp tục là bổ sung là các cái trạm 3G 4G để làm sao mà mà chúng tôi phủ được hết các cái vùng phủ mà do cái việc tắt sóng 2G để lại. Thưa quý vị, trên thực tế lượng khách hàng đang sử dụng công nghệ 2G ở Hà Tĩnh, phần lớn ở địa bàn khó khăn, vùng nông thôn, miền núi, khả năng tiếp cận, cập nhật thông tin, việc ứng dụng công nghệ hạn chế và thu nhập còn khá thấp, dẫn đến chuyển đổi sang công nghệ mới gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để chuyển đổi các thuê bao 2G, hỗ trợ nhóm khách hàng khó khăn chuyển đổi thiết bị lên 4G ít tác động xáo trộn xã hội và người dân. Để thực hiện việc tắt sóng 2G đúng lộ trình, Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng các doanh nghiệp di động triển khai các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi thuê bao sang sử dụng mạng di động 4G, 5G. Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc chuyển đổi máy điện thoại 2G lên điện thoại thông minh sử dụng 4G sẽ được hỗ trợ theo nguồn viễn thông công ích. Cùng với đó, các nhà mạng cũng đã có những hành động cụ thể nhằm hỗ trợ người dùng, đó là hỗ trợ đổi SIM là các chương trình hỗ trợ giá cước kèm gói ưu đãi dung lượng cho khách hàng đang sử dụng điện thoại 2G chuyển sang dùng điện thoại 4G. Chúng tôi cũng đang triển khai cái việc đổi sim 4G và hỗ trợ thêm cho đặc biệt là cung cấp cái gói cước với cả chi phí rất là rẻ và hỗ trợ cho người dân là đặc biệt là những người yếu thế là những hộ nghèo và hộ cận nghèo các cái dịch vụ liên quan đến dịch vụ viễn thông công ích trên cái tháng này với chi phí nó rất là thấp. Cùng với các giải pháp kỹ thuật và kinh tế thì giải pháp truyền thông rộng rãi đến người dùng cũng rất quan trọng. Theo đó để người dùng có thời gian chuyển đổi, tạo thói quen sử dụng mới, các nhà mạng đã thiết kế các gói cước đa dạng để đảm bảo quyền lợi cũng như trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tắt sóng 2G. Từ đó có sự chủ động hơn trong việc chuyển đổi từ thay thế thiết bị đầu cuối đến việc tìm hiểu, làm quen với điện thoại thông minh. Trong thời gian tới thì sở cũng sẽ tiếp tục là thực hiện các cái việc tuyên truyền trên báo đài để cho người dân nắm thông tin và hiểu được cái chính sách mà dừng cái dịch vụ này và để đáp ứng cho việc mà phát triển cho chính phủ số rồi chính quyền số rồi công dân số về sau trong quá trình mà sử dụng cái băng tân 2G để phục vụ cho 4G và 5G. Có thể nói hiện nay việc ứng dụng công nghệ số đã và đang là xu thế tất yếu và là chìa khóa quan trọng để nâng cao hiệu quả của các đơn vị, doanh nghiệp cũng như người dân. Việc tắt sóng 2G là bước đi phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Do đó, các nhà mạng không chỉ phải thực hiện việc chuyển đổi dịch vụ mà còn cần phải có kế hoạch hướng dẫn người dân sử dụng chi tiết công nghệ mới còn về người dân cũng phải sẵn sàng các điều kiện cho tắt sóng 2G, từ việc chuyển đổi SIM, điện thoại cho đến trang bị kiến thức để sử dụng các dịch vụ trên môi trường số. Đây là tiền đề để từng bước hình thành những công dân số. Chuyên mục cải cách hành chính và chuyển đổi số đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!